Truyện tích 6: Chuỗi hạt mân côi với nhà bác học Louis Pasteur. Trên chuyến xe lửa từ Paris xuống miền Nam nước Pháp, hành khách đông nghẹt, ồn ào, kẻ lên, người xuống, hàng hóa ngổn ngang. Một chàng sinh viên khoa học đang cố gắng len lỏi tìm chỗ ngồi. Bất giác, chàng thấy một ông cụ già đang ngồi lăm râm lần hạt mân côi. Chàng liền đến ngồi bên cụ, thực chất là để xem ông cụ già lẩm cẩm này làm cái gì. Thời buổi văn minh bây giờ mà còn ngồi đọc mấy cái kinh nhảm nhí. Chàng mở to tờ báo khoa học có đăng hình nhà bác học Louis Pasteur đang nghiên cứu về một đề tài bàn luận về vi trùng học. Anh vội chạy lại vỗ vai ông cụ và nói: "Bác có cần sách báo gì để đọc? Cho cháu địa chỉ, cháu sẵn sàng gửi đến cho bác. Thời nay văn minh rồi, ai còn tụng niệm như bác nữa?" Ông cụ gật đầu, đọc hết kinh kính mừng. Cụ mở ví ra, rút một tấm danh thiếp đưa cho chàng sinh viên. Chàng cầm tấm danh thiếp và đọc: "Bác học Louis Pasteur, Giám đốc viện nghiên cứu vi trùng học quốc tế, giáo sư chuyên khoa Đại học Hóa học và Sinh vật học." Chàng sinh viên bật ngửa, kêu to lên: "Thì ra đây là một vị đại giáo sư mà mình đang là học trò của ông." Chàng liền so sánh hình chụp trong tờ báo khoa học và hình ông cụ nhà quê đang ngồi lần chuỗi mân côi thì giống y chang. Chàng liền quỳ xuống bên cạnh ông cụ xin lỗi và cúi hôn chuỗi hạt mân côi mà cụ đang cầm trong tay, rồi chàng về chỗ ngồi, nét mặt đăm chiêu, suy nghĩ và hối hận. Còn ông cụ vẫn tiếp tục lần chuỗi mân côi. Lời bàn: ngoài đời, người đời thường có quan niệm hễ càng văn minh người ta càng xa Chúa, nhưng ngược lại, nhiều nhà bác học trứ danh lại càng tin theo Chúa. Cũng như phi hành gia không gian Mỹ khi đặt chân lên cung trăng, ông càng thấy vũ trụ bao la và ông càng ca ngợi Thiên Chúa là quyền phép vô cùng. Qua truyện tích này cũng muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta, dù thời buổi công nghệ 4.0 đi chăng nữa, thì cuộc sống mình cần nhìn nhận lại rằng có sự tồn tại của Thiên Chúa bằng những bằng chứng của các nhà bác học cũng như các nhà khoa học, mà không thể nào lý giải những chuyện lạ hoặc những phép lạ đang xảy ra. Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày cũng là một phép lạ mà Chúa ban tặng. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, bắt đầu một ngày mới, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một ngày mới được bình an và một đêm ngon giấc, và xin Chúa chúc lành cho từng người, từng thành viên, và Chúa thương xót đến tất cả mọi người chúng con. Tạ ơn Chúa.